làm một cái món gà hấp rượu nha các bạn. Bây giờ là mẹ mình đem lên một con gà đã bắt gà để nó làm sẵn rồi nha các bạn. Gà này là gà thả vườn nha, thịt là bao chắc luôn nha. Nè các bạn xem gà này. Gà mình rửa sạch làm sơ qua hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình tẩm ướp gia vị thôi. Ở đây mình có chuẩn bị một ít củ hành nha các bạn. Bây giờ mình sát ra để mình ướp chung với gà nha các bạn. Các bạn thấy là rất là chuyên nghiệp rồi đó. Cái này là tỏi nè. Sát ra mình giã dập xong rồi mình ướp với gà. Thơm quá. Như gia vị vậy là cũng đủ thơm rồi, không chi nữa. Nhưng mà không được rồi đi chứ nó mới nhạt rồi nè. Bây giờ mình làm chén mắm nha các bạn. Cầm chén mắm đổ vô một miếng nha. Đấy. Thêm mấy miếng đường nữa nè. Rồi, giờ đi ướp con gà này nè. Đổ từng con luôn. Hai miếng luôn, hai mảnh luôn nè. Bỏ vô ớt trước đi là hả nhét vô. Ừ, con đây chén gia vị chuẩn bị sẵn rồi nè. Bây giờ mình đi ướp thôi. Màu đậm ha. Gà hấp rượu thì gia vị không thể thiếu nha các bạn. Của nó là chai rượu nha các bạn nha. Giờ mình ướp trước cái gia vị sẵn đó. Tí nữa mình bỏ rượu luôn. Đây cho gà uống rượu đấy. Đấy, thấm rồi, bắt đầu thơm lắm rồi nha các bạn. Gà bắt đầu thơm rồi đấy. Để mình mát xa cho gà nha, để gà nó ngấm luôn. Nó ngấm đều gia vị nha các bạn, xong mình sẽ đem lên mình hấp. Mình hấp rượu. Giờ mình tạm thời là mình để mình ướp. Thank you.
đúng rồi, thịt tàn nhưng nó thơm, nó ngọt, thơm nó ngọt đó. Ngon thiệt luôn á. Ngon thiệt luôn á chứ gà. Thiệt, ngon thiệt luôn á. Gà ngọt, ngon hết lượng, nó thơm nữa. Nó thấm vô con gà. Ổng ăn hết anh. Anh nữ vừa ăn vừa nói. Thịt gà nó ngọt mà rượu nó thơm nữa, gia vị thấm đều con gà nữa, ngon đúng tuyệt vời luôn. Gà nó vừa chín tới luôn. Mà gà này là gà thả vườn nha, không phải gà công nghiệp nên thịt gà rất là ngon luôn. Buồn mặt. Buồn mặt. Sau khi nghe được cái tin đầu là gà hấp rượu thì bây giờ mình làm món gà hấp rượu nó đã thành công rồi. Thì chắc là ngon. Ngon. Thơm. Đồ đi. Cái bụng hơi bự. Không sao không? Bụng bự là sang biết không? Bây giờ bụng bự là sang mà. Không biết bụng bự có phải sơ gan với tiểu đường không thôi. Ngon lắm, ngọt lắm. Trời ơi, này cái chấm ăn gà đúng vừa chín tới luôn, đúng gà đó. Gà vừa chín tới là gà thả vườn đó. Không hỏi. Ăn nó ngọt. Anh là anh từ từ coi. Từ từ. Em quay không kịp với anh luôn á. Chưa. Muốn mua ớt nào. Đưa lên từ thức nào. Có rồi, ngon không? Cay cay chua chua hả? Sao những món gà mà xào chiên nướng thì món hấp nè nó không bị khô không?
toàn của người quanh như các bạn. Và mình thưởng thức cái này thêm ha. Cảm ơn các bạn đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.